năm 2024 bản Deluxe thì độ gì, thì hôm nay giới thiệu cho anh em một số món đồ dành cho Mazda sinh năm 2024 và đây là phiên bản Deluxe nhá. Đấy, đối với phiên bản Deluxe thì đời trước thì chưa có cái ốp lipo. Đấy thì xe này thì lên một số món đồ thì hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em, đó là lên cái ốp lipo này. Đấy. Ốp lipo đôi nhá. Và tiếp theo là cái bậc bệ. Đây. Bậc bệ cũng lắp thêm bộ chống xước này. Đấy, dán bộ ABS bảo vệ nội thất này. Các chi tiết màn hình, chi tiết cần số, các tay lên xuống kính này, camera hành trình, và mình cũng vừa lắp đặt xong một bộ Android Box nữa. Android Box đây. Đấy, dòng Mazda này mà sử dụng cái bộ Android Box ấy cắm rất là gọn. Nó ở trong cái cốp phụ ở cái bệ thì tay này luôn này. Đấy, rất là gọn, anh em đóng một phát là xong. Đấy, ngoài ra thì chiếc xe này cũng có thể lên một số món đồ, ví dụ như là trải thêm sàn này. Cũng khá là nhiều đồ để cho anh em lên. Đấy thì đấy là một số cái món đồ mà dành cho Mazda sinh năm và phiên bản Deluxe 2024 em vừa giới thiệu cho anh em. Anh em nào đang sử dụng xe Mazda sinh năm 2024 phiên bản Deluxe thì có thể tham khảo một số cái món đồ trên em vừa giới thiệu cho anh em nhá.